Game sắp sửa tạo sự kiện mà không biết làm gì để mà thay đổi diện mạo. Thử lên nick.vn để mua vàng mua ngọc xem. Đầu tiên chỉ cần nạp thẻ, chọn nhà mạng tương ứng và chọn đúng mệnh giá nhé. Vào phần dịch vụ, chọn game, ấn vào mua vàng và chọn vũ trụ mình cần mua và ấn thanh toán thôi. Rồi sẽ lag một bảng để mà bạn điền tên nhân vật vào đó. Chú ý, bot bán vàng sẽ đứng mặc định ở khu 51 và khu 52 ở vách Kakarot nhé. Dùng được luôn đối với bắn ngọc tự động. Vừa nhanh lại vừa dễ dùng, sử dụng nick.vn thật đa tiện. Ok, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DP. Và đây sẽ là tập 22 của series Ngọc Rồng mang tên là L3DP Gamer. Và đây sẽ là một video mở skill đệ tử, skill 3 anh em. Thì chào tất cả anh em quay lại. Nếu anh em thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào cái chuông để thông báo video của mình nhé. Được rồi, thì đây là tem huyền thoại L3. Khá là sáng sớm, bây giờ là cũng là hơn 6 giờ sáng một chút. Thì hôm nay mình sẽ mở sớm. Đợi quay lại, nhầm lộn. Được rồi, thì hôm nay mình mở skill đệ tử 3. Mở skill 3 đệ tử. Thì không làm nhảm, bây giờ mình sẽ show chỉ số con đệ tử cho anh em xem nhá. Con đệ tử của mình hiện tại là 1.499.565k. Đó, thì sư đánh hiện tại là mình sẽ mặc đồ và không tháo đồ anh em. Không tháo đồ và mở skill 3. Đó, bây giờ đến phần trạng thái. HP là 131k970, Ki là 134k430. Đó, thì mình đọc ở bên này thôi, còn bên kia thì mình không để ý lắm. Được rồi, thì không lằng nhằng nữa, thì bây giờ mình sẽ qua bên Fize, mình mở skill 3 đệ tử nha anh em. Thì lần này mình sẽ mở bên Fize. Đó, thì cái map đó là cái map, chờ tí, mạng hơi lag một chút. Đó là map núi cây quỷ ở bên Fize. Đó, thì bây giờ mình sẽ qua nha anh em. Không câu giờ anh em thì sẽ vào vấn đề chính luôn là mở skill. Mất kết nối à? Có lẽ là mình do mình ở trong nhà quá lâu nên ra mất kết nối. Thì đợi một chút chờ nó vào đã. Lần này thì mong là anh em ủng hộ video. Tập này tập 22, cũng khá là lâu rồi chưa làm cái tập 22 này. Mong lắm rồi đấy. Thì mình cảm ơn tất cả anh em thời gian vừa qua là đã bảo kê cho mình mở skill đệ tử, úp đệ tử lên 1.490 ở bên Fize, mấy anh em ở trên màn hình này. Đó, mấy cái tên nhân vật này. Thì cảm ơn anh rất nhiều. Bảo kê mà. Đậu xanh. Game hư cấu ấy. Đừng mở khóa nha anh em. Mình không chơi hack đâu. Ở đây rồi. Ở đây thì bây giờ mình sẽ mở bên này. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi khu. Chờ tí, Fize đại ca. Đồng quá anh em ạ. Chờ một chút. Hình như game bị lag à? Đây nó hiện cái gì ấy? Hình như bị lỗi màn hình rồi, chết rồi, hỏng, thế này hỏng rồi. Được khu này, mình sẽ sang khu khu 1 đi. Mấy thằng lòi kia đã đi theo rồi. Sao nó biết mình mở skill nhỉ mà chúng nó đi theo nhỉ? Ma. Rồi mình sẽ tách hợp thể, tách đệ tử ra nhá. Ghét thật đấy, mấy cái thằng đi theo này mình thấy ghét thật đấy. Nhưng không sao, kệ cho chúng nó đi theo đi. Bây giờ mình sẽ cho đệ tử tấn công và 500k đúng không? 500k thì cũng khá là lâu. Được rồi, mình sẽ cho tấn công ở map này. Ok, đánh đi. Đã mở đâu mà ra gì? Mấy ông này hư cấu vãi. Mình đã mở đâu mà ra gì? Là cái đéo gì? Không quay clip. Chờ tí mình trêu một thanh niên này phát. Được rồi. Ra Kai Oken. Mình mong lần này sẽ skill Thái Dương Hạ San là ngon nhất rồi. Nhiều anh em nói là ra Kai Oken. Không biết cho chủ mình chủ ra Kai Oken để mình đổi đệ tử hay sao ấy. Mấy anh em vừa phải đó chứ. Ô sao lại đấm kìa. Đánh đi đệ, bắn trưởng đi đệ. một ngọc này, đùi gà, ăn vào, đang sắp chết. Được rồi. Không biết lên được chưa nhỉ, chắc chưa đâu. Ủa, chết, mình phải đứng đây thôi. Điện tử chết rồi à? Phải. Hồi sinh. Mẹ thằng Lam Miếc lại ra đây rồi anh em ạ. Thằng Lam Miếc đi theo này nguy cơ ra karaoke lắm.
kiểu như skin 2 ấy, mà cứ gặp Kame, gặp đang mở skin hoa Kame mà lại ra gặp thằng Lâm Miết thì lại ra gặp Masenko đèn. Mẹ, ông đừng có ám tôi nha ông. Đấy thì mình sẽ cho đánh một lúc nữa, không biết là nó ra chưa. Chỉ số là không biết ra chưa. Cho khoảng 3 con nữa đi anh em ạ. 3 con nữa là hợp lý. Nhiều anh em trù mình ra Kaioken lắm, thật sự là rất nhiều anh em trù mình ra Kaioken. Nhưng biết đâu được, nói ra Kaioken thật thì làm sao. Thằng Lâm biết nó chạy rồi, kệ mẹ đi. Mình không quan tâm cho lắm. Đứng đây thôi vì mình ra kia mình chết ngay. Yếu quá. Mấy cái ông này đứng ở đây khu đông map mẹ. Đông map đi vào. Được rồi, mình nghĩ là có thể là nó đã ra skill rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng anh em mở nhá, đánh lốt một con cuối đi. Con cuối nhá, lốt một con cuối. Không biết lần này là ra skill gì đây. Team ở bên này mà cứ sờ bên này. Team ở bên này mà cứ sờ bên này là hơi bị ngu người đấy. Được rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở nhá anh em. Hồi hộp là 1 2 3. Ôi, khá là ngon. Được rồi, Thái Dương Hạ San như mình đã nói là ra skill Thái Dương Hạ San anh em. Đấy nhá, Thái Dương Hạ San anh em, không phải là Kaioken. Nhiều ông cứ nói là con này đệ tử lại ra Kame skill 2 là Masenko, skill 3 là Kaioken. Đó, Thái Dương Hạ San nhá, ngon chưa? Thì con đệ tử này cũng là con đệ tử đầu tiên của mình ở cái server 5 này và mình đã đổi từ như là nó từ đầu đó là Lâm Miếc hay là Trái Đất ấy, mình đã đổi khoảng 2 lượt đổi 2 lần. Một vòng ấy, một vòng xảy ra xong một vòng nữa, tức là 2 lần. Thì con đệ này đầu tiên mình không phải úp lên 149 150 hay là 1 tỷ 5 phải đổi lại. Ngon chưa? Skill 2 là Kame, skill 3 là Thái Dương Hạ San. Thì anh em nào đoán là Kaioken nhỉ? Thì comment ở phía dưới nhỉ. Anh em nào đoán Kaioken thì comment ở phía dưới đi. Mẹ, đoán sai hết rồi. Nó là ra Thái Dương Hạ San cơ. Đấy, mình rất tin tưởng vào con đệ tử của mình nên là mình quyết định là không đổi. Lúc anh em bảo là lúc mình mới đổi ra con này này, anh em bảo là con này yếu, sức đánh yếu. Đấy, nhiều ông không biết gì cứ nói cuối cùng nó ra skill ngon thế này cơ mà. Thì mình cảm ơn tất cả anh em đã cố gắng bảo kê cho mình up lên 1 tỷ 5. Rồi, yêu anh em rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ về đâu nhỉ? Về đảo Kame à đâu? Đúng rồi, về đảo Kame. Ngon chưa? Đảo Kame nhá. Vậy bây giờ là mình yên tâm để úp đệ tử rồi. Garrick này, Kamezuko, Thái Dương Asan thì còn gì bằng nữa rồi. Tuyệt vời luôn. Thái Dương Hạ San rồi. Thanh Liên này vẫn hỏi mở ở đâu, mình mở xong rồi vẫn hỏi mở ở đâu, thua luôn đấy. Được rồi, thì mình xem nào. Mình còn một cái gì nhỉ? Để mình xem nào. Mình còn một cái vỏ ốc thì mình sẽ đổi lốt sự kiện hè đi. Vỏ ốc mình úp được mà. Ốc vàng à. Rồi, 30k vàng. Tráng miệng bữa sáng. Cửa hàng này, Santa xem một cái gì không? Thì hiện tại là như game đang giảm giá cái Cyberman gì đây, đúng không? Phải đọc không? Cyberman đúng không? Cái trang này như là gì đây? Sức đánh phần trăm, tỷ lệ phát lổ khi chết 50%, mũ tăng khỏe thế. Được rồi thì mình thử mình nghĩ là mình phải lên lạp thêm một ít ngọc và mình nâng skill đệ tử lên cấp 7. Từ đầu mình nói rồi, mình tính là mình sẽ nâng lên cấp 7, nhưng mà khi nếu mà trường hợp nó mà mở ra Kaioken là mình đổi lại thì rất phí. Nên là mình đã nâng lên cấp 4, anh em cứ như mình đi. Chỉ nâng lên cấp 4 thôi, hay cấp 5 cho nó khỏe, sau đó úp lên 1 tỷ 5. Xong đó mở skill 3 và nếu mà ra Kaioken thì anh em đổi đỡ phí. Còn nếu mà ra skill ngon thì anh em nâng lên 7 thôi. Khá là tuyệt vời. Ông lại bị ngáo ngơ à? Ra rồi mà. Ra rồi mà. Ngáo vãi, mình mở skill ra rồi mà vẫn hỏi chưa ra à? Thái Dương Hạ San. Ngáo vãi trưởng luôn. Có mấy ngọc nhỉ? Còn 168 ngọc à? 168 ngọc thì mình sẽ qua siêu thị lâng lốt vào con khỉ đi.
ở siêu thị này. Siêu thị lân con khỉ, còn skill đệ tử thì lân sau. Chưa vội, mình chưa muốn úp luôn. Chưa có thời gian úp luôn. Thì xem nào. Udon này. Sách đặc biệt, lân lốt con khỉ cấp 7 cho nó chất đi. Đúng không? Ôi mình 200 ngọc, vãi. Mình cứ tưởng là 150 cơ. Vãi. Nộn rồi, thì này nó 200 ngọc à? Thì không lưng được rồi. Bữa qua mình có học cái khiên năng lượng là mất 10 triệu vàng, 10 triệu tiềm năng, mấy cái độ lộn là 10 triệu vàng, lộn quá. Đó thì trong ngọc này nó lưng được cái gì ta? 168 ngọc là lưng được cái gì ta? Hay lưng vào Kame nhỉ? Lưng vào Kame như là 100 ngọc một phát đúng không? 150 ngọc một phát nữa. Lưng vào lưng skill đi. Lưng skill điện tử đi. Ngáo quá. Ngáo vãi. Mở skill Thái Dương Asan ngáo luôn. Hôm nay clip thật là khá thú vị. Mở ra skill ngon rồi. Bảo rồi anh em phải tin tưởng con điện tử của mình. Đừng có lên nghi ngờ nó là skill đều. Cửa hàng này. Đâu rồi. Đây 150. Thì cũng được rồi. 150 đi. Mùa lốt này. Skill 3 200 ngọc vãi. Cứ như cái con khỉ cấp 7 nội. Sử dụng luôn này. Đây là skill cấp 5. Cấp 5 nhìn không đẹp bằng cấp 4. Cấp 4 đẹp hơn. Thật cấp 4 đẹp hơn. Được rồi. Thì cũng là kết thúc cái tập 22 mở skill đệ tử, mở skill 3 đệ tử. Và là cái kết khá là đẹp. Không phải khóc mới lóc gì cả. Được rồi, xem còn gì không này. Hình như là hết rồi anh em ạ. Mấy cái sao biển này chắc là nếu mà mình có úp đệ tử tiếp thì chắc chắn là sẽ được, còn đâu không thì thôi. Tạm thời là như vậy đã. Ngon rồi. Khá là ngon rồi, ngon tơi luôn rồi. 1 tỷ lăng. 3 skill chất rồi. Một cái của Sai Gia, một cái của trái đất và ở hai cái của trái đất. Kamezuku và Thái Dương Asan của trái đất và một cái của Sai Gia. Không có cái skill là của của Lamek ạ. Lamek nhưng không có đúng không? À anh em đợi chờ skill cấp 4 nhá. Skill 4 hay skill 5 của đệ tử. Thì thằng AD nó đã có nhá hàng trên fanpage rồi. Mình nghĩ là trong bản cập nhật 2019 này, không biết tháng mấy thôi. Có thể là Loe nó sẽ cập nhật hoặc là Tết hay là Loe. Mà Tết 2020 thì lại hơi xa nhỉ. Cuối năm. Có thể là cuối năm là Loe rồi, tháng 12 thì đấy. Không thì khoảng 1 đến 2 tháng nữa. Nó sẽ cập nhật phiên bản mới thôi. Lúc đó thì chúng ta sẽ có skill 4, skill 5 cũng có thể, hoặc là một cái chức năng gì đó của đệ tử mới. Ví dụ như là biến khỉ này hay là cái gì đấy. Mà trung thu chưa nhỉ? À đúng rồi, sắp trung thu đấy. Mình không biết phải là cái đấy là cái skill không, hoặc là nó là hoặc là trung thu đệ tử biến khỉ ấy. Cũng có thể vậy. Không biết sao. Ngon quá, lần này úp được ra Kame sướng. Lại úp được ra Thái Dương Asan sướng. Lần trước ra Kame đã sướng rồi. Vậy là thành quả mình bao nhiêu ngày qua mình với thằng em mình úp là không là vô nghĩa rồi. Tuyệt vời luôn rồi. Gì đây? Anh là 3DB có vàng không giao dịch em một ít. Và chấm. Mình hiện tại còn bao nhiêu đây? Mình đang còn 19 triệu đúng không? Mình đang còn 19 triệu vàng. Lúc nãy có lấy 8 triệu trên nick.vn. Hôm bữa mình mua mình còn chưa giao dịch. Được rồi, vậy thì là mình xin kết thúc tập 22 của series Ngọc Rồng. Và mở skill khá là thành công. Nếu anh em thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Đừng quên vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình. Khi anh em ấn vào cái chuông thì khi mình đăng ra một cái video gì đó, nó sẽ thông báo về điện thoại của anh em. Nếu anh em có mạng và đăng nhập YouTube đó, nhiều anh em nào chưa đăng nhập và chưa đăng ký tài khoản YouTube thì hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản YouTube và đăng ký kênh, ủng hộ mình lên sớm 100k sub. Đó thì thế thôi. Vậy là mình xin kết thúc tập 22 ở đây. Là anh em có nhu cầu mua vàng mua ngọc nữa thì có thể truy cập ngay link.vn để tham khảo. Vàng ngọc là sạch sẽ 100%, anh em yên tâm. Vụ vừa rồi ngọc không dính dáng lên đến bên cả, bên mình không có mua vàng, không mua ngọc lậu hay vàng lậu gì cả.
hoàn toàn là ngọc sạch và vàng sạch, anh em cứ yên tâm mà mua. Thì ngày mai mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em mua vàng và mua ngọc lại, hoặc là mình sẽ review qua một số thứ mới của web vừa mới được cập nhật. Được rồi, và bây giờ xin bye bye và cho những video sau. Bye.